tôi là Dương, nhân viên marketing của một tập đoàn lớn về mỹ phẩm cho tóc. Chúng tôi cam kết đem đến cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam một mái tóc ấm ả và mềm mượt nhất. Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ như là mơ. Hãy cùng xem câu chuyện sau, rồi bạn sẽ biết tại sao tôi lại nói như thế nhé. Chứng kiến chính những người phụ nữ trong gia đình mình gặp vấn đề với mái tóc, tôi chợt nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều người có thói quen dùng dầu gội mà chưa hiểu hoặc biết đến được công dụng và lợi ích của các loại dầu xả và các loại thuốc dưỡng tóc. Bởi vì có một sự thật ngầm hiểu rằng chưa đến 50% phụ nữ Việt Nam chưa ý thức về việc dùng dưỡng tóc là vì họ đã dùng sai cách hoặc là dùng chưa phù hợp với loại tóc của mình, từ đó cho rằng dầu xả gây khô, gầu, tốn thời gian và gây rụng tóc, mất cái dưỡng chất của tóc. Sau một thời gian nghiên cứu, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng có thể truyền tải cho người dùng thông điệp về công dụng của các loại thuốc dưỡng tóc. Chiến dịch của chúng tôi bắt đầu từ việc thay đổi các kiểu đánh chai thành đánh chai ướp ngược với nắp trong suốt và nút silicone tự ngắt. Về quy mô, chúng tôi đã triển khai chiến dịch rộng khắp trên những thị trường sôi nổi như siêu thị, trung tâm thương mại và chợ. Ở đó, Đô mở ra các chương trình như phát các gói dùng thử cho người dùng, tổ chức workshop dùng thử sản phẩm trực tiếp và dùng giấy quyền đo độ ẩm, thực hiện phép so sánh cho người dùng nhận ra sự thay đổi của mái tóc đã dùng thêm thuốc dưỡng tóc. Đồng thời, lập nên những tổng đài tư vấn trực tuyến để khách hàng có thể được giải đáp mọi thắc mắc về loại tóc cũng như cách dùng dầu xả sao cho được đúng cách. Về chiến dịch online, chương trình thực tế mỗi ngày cùng Đô sẽ giúp khách hàng nhận ra tầm quan trọng việc dùng dầu xả. Bên cạnh đó, cuộc thi chia sẻ câu chuyện về mái tóc của tôi sẽ giúp tạo hiệu ứng lan tỏa, tăng sự tương tác. Chiến dịch đã thay đổi quan niệm và thói quen của những người chỉ xài dầu gội, còn những người vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với thương hiệu Đô thì sao? Với ý tưởng biến những sản phẩm Đô thành những món quà, chúng tôi sẽ cá nhân hóa người tiêu dùng và giúp họ cảm thấy hài lòng nhất về sản phẩm khi cầm trên tay những hộp quà bằng gỗ được khắc tỉ mỉ, dành cho mẹ, dành cho vợ, cho con và cho bạn.